không chỉ có mỹ phẩm mà bán hàng online. Xin mời lên tiếng dành cho các bots là trial version, nhà tư vấn chuyên nghiệp trở lên. Xin mời. Tôi. Rồi, xin mời thủ lĩnh cao cấp Lê Thị Thương. Trial version. Xin chào thủ lĩnh quốc tế và chào tất cả các anh chị em đang có mặt ở trên online game ngày hôm nay. Trước đây Thương là trial version. Công việc chính của Thương là giáo viên. Nhưng mà Thương rất thích kinh doanh và mày mò kinh doanh. Sau khi 2 năm Thương đi dạy là Thương đã lựa chọn là tìm một cái cơ hội kinh doanh để mình thay đổi cuộc sống, thay đổi công việc để có tự do thật sự. Thì trước khi Thương đến với Siberia là Thương đang làm gọi là boss kinh doanh hệ thống mỹ phẩm online. Và cái tính của Thương á, là Thương làm cái gì Thương cũng tâm huyết hết. Thương chưa bao giờ Thương làm một cái gì là hời hợt cả. Cho nên nhiều người đến bây giờ hôm trước Thương ra nhà cô của Thương ấy, ở quê Thương gọi là ó, có con dâu của ó gọi version. Là chị Thương mà. Em tin chắc là bây giờ chị làm cái gì chị cũng làm thành công thì. Tính của Thương là Thương làm một cái gì làm tâm huyết lắm luôn ấy. Và ra quyết định rất là nhanh. Trial version. Thì cái thời đó Thương làm thì Thương doanh số của Thương rất là tốt luôn. Dưới Thương có 100 gọi là công tác viên. Trial version. Đại lý online và offline. Cùng làm với Thương và doanh số nói chung là rất là tuyệt vời, mơ ước của cực kỳ nhiều người, nói chung là rất là hoành tráng. Thì những cái boss làm hệ thống, những boss mỹ phẩm á, là như này, nỗi đau thứ nhất á, là ốm hàng. Trial version. Không bao giờ có tiền dương hết đấy. Ví dụ như cứ bán hàng bắt đầu nhập trial hàng version. Bắt đầu cứ mồi một cái chương trình đào tạo, vì bây giờ nếu mà cái chương trình này là bắt đầu cũng phải nhập một cái đơn là 25 triệu 30 triệu gì đó là ít nhất đó, rồi một cái trial chương trình version. Chạy phần thưởng, chạy liên tục, ví dụ chạy tặng vàng, chạy những cái mà liên quan đến phần thưởng. Thì ví dụ như boss lớn á là phải trùm cho boss nhỏ, ví dụ trial version. Hồi xưa cái hệ thống mỹ phẩm của Thương á, thì thường xuyên liên tục cái tổng đại lý trên là họ chạy tăng vàng. Nếu mà Thương không có trung cho cái người nhỏ, ví dụ như họ chỉ cần khoảng 30 triệu họ được nhận 5 phân hoặc là 1 chỉ vàng rồi. Thì để mà, tức là nếu mà Thương được muốn hưởng cái lời nhuận từ cái bàn dưới của Thương như thế là buộc Thương phải nhập một đơn khoảng 70 triệu, 80 triệu hoặc hơn nữa. Còn nếu mà Thương không làm như thế là Thương phải pass đơn, có nghĩa là hoàn toàn cái người đó là cái người dưới là đưa cho cái tổng cách xu trên, chứ còn không có nghĩa là giống như họ không có thuộc gì về mình luôn, mà mình còn mất công là đưa hàng về nhà rồi đóng hàng cho trial họ version. Và liên tục cái chương trình đó chạy liên tục. Mà ví dụ Thương thậm chí thương là bán được hàng thì mừng, nhưng mà có những tháng mà khoảng dưới mình trial mà khoảng bốn năm người mà lấy vàng ấy, đăng ký lấy vàng là buộc mình phải ốm cực kỳ nhiều, và ốm cứ ốm về chưa biết là bán được hay không, cứ lên đơn là cứ trial ước version. Lượng lên rất là nhiều, và Thương bán hàng rất tốt, Thương doanh số Thương rất tốt, nhưng mà Thương không có thấy tiền của mình đâu hết á. Lãi của mình thực sự là trial version vốn, rất là oai, nhưng mà không có tiền. Và mỗi lần đi sự kiện thì chị em là mặc đồ lắm. Bây giờ hôm trước Thương phải tâm sự với các chị em ngày xưa trial cũng làm version. Là ngày xưa đi sự kiện của mỹ phẩm ấy là cứ phải đau đầu cái việc là mặc cái bộ váy gì, rồi giày cao gót như thế nào. Phải gọi trial là version. Bùng những chị em nào mà to thì nữa là phải hóp bùng rồi. Chân thì đi thì đau rồi, nhưng mà cũng phải giày cao gót rồi son phấn tô lè lẹt. Còn bây giờ trial đi click kem các thứ thì chỉ cần ra, không đưa quần áo mà ra ngoài cửa mua vài cái áo Siberia mặc là xong, mấy quần jean là xong. Cho nên cái khác biệt cực kỳ, bắt đầu phân biệt trial đối xử trong đi đào tạo cũng thế. Những boss lớn là ngôi hàng đầu và hoành tráng lung lẫy. Tất nhiên boss thủ lĩnh của chúng ta cũng ở hàng đầu, trial nhưng mà version. Hàng đầu của chúng ta là khác. Còn hàng đầu ở bên kia nhìn họ khác biệt một trời một vực, và rất là kinh kiều, rất là khác biệt, và không có cái môi trường thân thiện hòa nhập đó. Và kể cả mà Thương là tổng đại lý, Thương là đại lý gọi là đông tổng đại lý, thì mỗi lần đi là phải lo tất cho version. Anh chị em từ việc ăn việc uống, mà mọi người không hề có một cái việc gọi là giải phóng lãnh đạo một tí nào cả. Và ở cái việc mà ốm hàng á, đã đau đầu rồi, nhưng mà đóng hàng ship hàng á, cực kỳ mệt, mình giống như là gọi là nô lệ công việc, mà giống như phải gọi là cửu van ấy. Thương cảm thấy Thương giống như là cửu van ấy, tay thì nhỏ và yếu, nhưng mà phải
nếu mà từ mình làm á, là phải những cái thùng hàng nó to khổng lồ giống như những thùng buôn cam buôn bưởi á, rinh nặng, và Trial version. nửa đêm cũng phải đi đánh hàng ở đường quốc lộ để về, và tiền thì không có, tức là bán thì bán được nhiều nhưng mà không có tiền, và hàng thì chất đống ở trong nhà. Version. Rồi anh chị em phía dưới thì lộn xộn, hệ thống chúng ta ở đây là chúng ta quản lý bằng hệ thống rất là chặt chẽ đó, bằng quy trình, bằng cái hệ thống chứng minh nhân dân. Nhưng mà bên kia thì rõ ràng cái nơi nào Trial mà hàng version. trả giá nhiều thì người ta tìm một cái chỗ đó để người ta nhập, cho nên gọi là hệ thống. Nhưng mà cái người mình sinh ra và mình đào tạo, mình huấn luyện, nhưng mà chưa chắc đó họ đã đồng Trial hành với mình, version. và rất là lộn xộn, rồi không có một cái quy trình nào nó rõ ràng cả. Và ở trong cái hệ thống thì thường không nhìn thấy nhiều cái sự tình yêu thương đâu, Trial chẳng qua là version. chỉ có đào tạo tập trung nhiều để ra doanh số thôi. Làm thế nào mà biến mình thành cái cổ máy để mà bán hàng, để mà in tiền ấy, càng nhiều càng tốt, chứ không bảo là chị em mà nói là Trial có tình version. yêu thương với nhau thật sự nhiều ấy, không có. Bởi vì do cái công cụ nó thế, cái môi trường buộc mình phải như thế, cho nên là đến khi mà thương thương rất là đau, thì bản Trial thân thương rất version. cảm thấy một cái gì nó rất là bất ổn trong cái cống hiến, cái nỗ lực, cái tâm huyết của mình. Mình thấy là không biết là nó sẽ đi đâu về đâu cái hệ thống này, bởi vì Trial thực version. tế của những cái hãng mỹ phẩm hay là những cái gọi là cái hệ thống mà bán hàng như thế á, là thường thường á, là khoảng 3 đến 4 năm. Trial version. 3 đến 4 năm là gọi là đập một lần thương hiệu, và khi đập thương hiệu xong á, thì rượu thì cũ mà bình thì mới, sẽ cho ra một thương hiệu mới, và anh chị em ở dưới mặc Trial kệ version. muốn đi đâu về đâu, cứ tổng trên nó phủi hàng xong là mọi người ở dưới dẫm đạp nhau kệ như thế. Và thứ nhìn thấy cái sự đó, cái sự không ổn ở đó, và Trial version. khi biết đến Sivri, khi đi rick kem chỉ mới thương thương thấy đây mới là cái môi trường của mình, đây là một cái môi trường mà để thương muốn làm cái gì là thương muốn làm đến già, chứ không phải là chỉ có Trial làm version. chụp giật, làm theo kiểu là con buôn đấy đó. Cho nên là một trong những cái nỗi đau mà thương chia sẻ thì là nỗi đau của những người làm hệ thống. Ok, Trial cảm ơn version. Thủ Linh đã cho thương chia sẻ. Rồi, cảm ơn Thủ Linh cao cấp đây thị thương. Còn thương chia sẻ hay quá. Quần áo váy Trial đẹp nhưng mà có version. vẻ không làm.